Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ, nhập khẩu về Việt Nam bộ ngỗng Mayer cho dòng xe Audi A4 B9. Bộ ngỗng Mayer được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ, nhập trực khẩu trực tiếp từ Mường Đức. Và được sản xuất tại Đức. Bộ ngỗng được sản xuất 100% theo tiêu chuẩn của Audi Volkswagen. Này, được sản xuất rất tinh xảo. Các chi tiết được phay CNC rất là tinh xảo. Này, và trên đây có logo của Volkswagen, của tập đoàn Volkswagen AG và part number sản DAE của nghĩa là Đức, sản xuất tại Đức. Bộ ngỗng Mayer công ty của tôi nhập Mỹ, nhập khẩu, được nhập khẩu chính ngạch từ Đức, từ Audi Đức. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Audi, Volkswagen cũng như các dòng xe Mỹ, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.